Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới anh em bộ sản phẩm lốc điều hòa và giàn nóng của Hyundai Tucson 2015. Phần 1, em sẽ giới thiệu tới mọi người lốc điều hòa. Với dòng sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Dowon của Hàn Quốc và mã sản phẩm của lốc điều hòa là 97701-2S500. Sau đây em xin mời anh em tìm hiểu sơ qua tổng thể cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó. Trước màn hình đây là hình ảnh tổng thể của máy lén hay còn có tên gọi khác là lốc lạnh. Đây là van điều khiển, áp suất hay còn có tên gọi là van đuôi lốc, đã có rắc điện đi liền kèm theo. Anh em cùng xem trên mọi góc cạnh của nó. Tiếp đến là hai mặt bích, một mặt bích cao dẫn ga và một mặt bích hạ hồi ga. Đây là hai đường ống quan trọng để dẫn khí ga trao đổi hệ thống khí lạnh ra giàn lạnh khi anh em bật AC, tức bật điều hòa. Lốc sẽ có 4 chân bắt ốc bắt vào chân lốc máy. Đây là dạng chân ốc xuyên qua thân lốc. Theo như bọn em hay dùng thông thường là sẽ là tay treo hoặc là chân xuyên. Tiếp theo là bộ đầu lốc hay bộ ly hợp từ đóng mở lốc. Dây cua loa truyền dẫn của nó là bản BK, tức là bản nhiều rãnh. Với mã của Tucson nó sẽ là 6BK2550. Phía đuôi lốc chúng ta có thể nhìn thấy luôn khoảng chứa van đuôi lốc. Và khi xế yêu của anh em đã được các anh em thợ nhận định là lốc có vấn đề, hướng xử lý là thay lốc hoặc thay van. Điều khiển lốc tùy vào tình trạng hoạt động của lốc. Em khuyên chân thành các anh em lên thay luôn giàn nóng để bảo vệ độ bền cho hệ thống tốt hơn. Giàn nóng được sản xuất nhà máy Halon HCC. Mã sản phẩm của giàn nóng là 97606-2S500. Với chất liệu nhôm cao cấp, các lan dẫn nhiệt đều nhau hỗ trợ rất lớn trong quá trình tản nhiệt của hệ thống. Chân thành cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm, liên hệ Zalo Viber với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.